Civic 2019 màn zin quá nghèo nàn công nghệ thì chúng ta phải nâng cấp lên cái màn Android. Ở đây anh em có thể thấy với một chiếc màn Android khi mà lắp đặt nó sẽ có một cái bộ dưỡng zin chuyển đổi như thế này. Anh em có thể thấy toàn màn nó sẽ đẹp hơn so với cái màn zin nguyên bản của nó, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta có đầy đủ cái tính năng, có tích hợp camera hành trình ghi hình phía trước cho anh em này. Có cam lùi. Thì anh em chỉ cần về số lùi là nó sẽ hiển thị cái cam lùi cho mình luôn rồi. Và một cái màn Android thì không thể thiếu những cái ứng dụng nghe nhạc giải trí như là YouTube, đúng không ạ? Đây. Có YouTube chạy ẩn ở đây luôn. Ngoài ra anh em có thể ra lệnh giọng nói nhé. Tất cả những cái phím bấm ở trên vô lăng này anh em giữ nguyên này. Tăng giảm âm lượng giữ nguyên này, nghe gọi giữ nguyên này. Đi đến sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Bình thường nếu mà anh em có cái màn zin thì anh em sẽ phải sử dụng thêm một cái điện thoại này để anh em tìm đường đi những cái địa chỉ mà mình chưa biết, đúng không ạ? Trên màn hình trước khi xuất phát. Nhưng bây giờ có cái màn hình này, anh em chỉ cần ra lệnh giọng nói thôi. Anh em chỉ cần ra lệnh, bấm vào cái nút này ra lệnh giọng nói là màn nó sẽ tự tạo cái lộ trình cho mình. Hoặc anh em muốn nghe nhạc, bất kỳ bài nhạc nào thì đều có thể sử dụng giọng nói được. Mở video nhạc trẻ remix. Đang mở video trẻ remix. Đó, anh em có thể thấy là cái màn hình nó lập tức nó sẽ mở cái ứng dụng này và nó sẽ mở ngay cái bài hát mà mình yêu cầu của nó luôn, đúng không? Rất là tiện. Giữ nguyên zin cho anh em nhé. Cảm giác hết này. Đấy, tích hợp đầy đủ tất cả tính năng ở trên màn hình luôn. Quá là gọn và quá là đẹp. Mà giá lại hợp lý nhá. Bác nào mà đang sử dụng xe mà có màn hình zin mà quá nghèo nàn công nghệ thì các bác có thể qua Kala để trải nghiệm các bác nhé.